Xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014, Nghị định 43 NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai có hiệu lực thi hành. Nghị định này thì tăng tính hiệu quả và minh bạch và giảm bớt phiền hà cho người dân khi thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Để quý vị có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của những thay đổi quan trọng này, xin mời quý vị cùng tham dự cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Nguyễn Văn Hậu. Xin chào luật sư ạ. Cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Tài nguyên Môi trường đã cho công bố thủ tục hành chính thực hiện theo luật đất đai 2013. Theo đó sẽ bãi bỏ nhiều thủ tục không cần thiết, không phù hợp với thực tế hiện nay. Cụ thể, với 5 tỉnh thành đang thí điểm mô hình văn phòng đăng ký đất đai một cấp, sẽ chỉ còn 41 thủ tục hành chính, giảm 30 thủ tục. Với các tỉnh thành áp dụng mô hình văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh huyện, còn 62 thủ tục hành chính, giảm 9 thủ tục. Các thủ tục đất đai chủ yếu tập trung trong việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất. Có thể thấy các thủ tục hành chính, đặc biệt là ở lĩnh vực đất đai trong nhiều năm qua, đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong các hoạt động kinh tế xã hội của mình. Kéo theo đó là tình trạng tranh chấp, khiếu kiện đất đai ngày càng gia tăng, gây bức xúc cho xã hội. Vì vậy, với việc ban hành bộ thủ tục hành chính theo luật đất đai 2013 một cách kịp thời, theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, loại bỏ những thủ tục không cần thiết, các giấy phép con, chắc chắn sẽ đem lại nhiều thuận lợi cho các hoạt động của người dân trong lĩnh vực đất đai. Thưa luật sư Nguyễn Văn Hậu, Nghị định 43 được đánh giá là nhằm tăng tính hiệu quả và minh bạch để giảm bớt phiền hà cho người dân. Vậy thì trong những thủ tục đã được bãi bỏ thì ông đánh giá cao những thủ tục nào nó giúp cho người dân từ nay trở đi khi đi làm thủ tục đất đai họ cảm thấy là thoải mái hơn, nhẹ nhõm hơn, yên tâm hơn? Nói đến thủ tục đất đai đó, ngay chúng tôi là những người mà làm tư vấn mà thực hiện những cái dịch vụ mà pháp lý đó, thì chúng tôi cũng sợ là bởi vì luật đất đai của chúng ta thì cũng nhiều lần sửa đổi. Anh Đức biết không, là năm 88 rồi đến năm 93, năm 98, năm 2001, năm 2003. Bây giờ là luật đất đai năm 2013. Và cái nghị định của 43 này là hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai. Thì điểm mới mà tôi thấy rằng tôi tâm đắc nhất là chúng tôi làm những người thực tiễn. Ví dụ như là một cái dự án đầu tư, thì khi mà anh đầu tư một cái dự án đó, thì anh phải nói thật sự mà nói là anh phải có cái phương án đền bù giải tỏa mặt bằng. Anh đã cấp giấy phép đầu tư cho tôi mà anh còn yêu cầu tôi những cái thủ tục đó, tôi có giấy chứng nhận đầu tư rồi là được rồi. Thì cái tôi thấy là bỏ cái thủ tục này rất nhiều nhà đầu tư người ta đồng tình. Cái thứ hai nữa đó là người dân giao đất cho hộ gia đình cá nhân, lần này nó có một cái điểm mới là trước đây là từ 20 năm giờ nâng lên 50 năm. Tức là khi mà người hộ gia đình cá nhân mà giao đất á, thì phải có cái đấu giá cái quyền sử dụng đất nếu mà anh thực hiện cái quyền của anh. Thì lần này đó là ta bỏ cái chuyện mà thông qua cái hội đồng tư vấn của địa phương. Và một cái điểm thứ ba đó mà tôi thấy rằng người dân người ta rất đồng tình đó, tức là khi cấp sổ đỏ. Khi cấp sổ đỏ thì phải đi chích lục những cái giấy tờ, phải xác nhận là cái nhà của anh không có tranh chấp. Thì ủy ban nhân dân phường phải làm cái việc này. Nhưng mà nếu mà anh Đức đi đó, thì anh đi chừng 3 lần thôi là anh phải quay trở về nhà. Là bởi vì họ đòi những cái giấy tờ. Chẳng hạn như tôi thấy cái thủ tục này cao với nghị định 43 lần này đó, chúng ta có quy định cái trách nhiệm của ủy ban nhân dân phường. Hoặc là nếu như anh được đi mua nhà mà thường ta nói là những cái công ty mà công bán nhà ở cái dự án đó, thì nếu mà anh đi làm sổ đỏ thì anh mới thấy là cái cảnh khổ của cái người mà đi làm sổ đỏ. Tức là anh phải ôm nguyên cái dự án đó, tức là từ những cái giấy tờ để đưa ra cho cái cơ quan có thẩm quyền. Thì lần này chúng ta bỏ những cái thủ tục này. Có thể nói rằng nghị định 43 là một bước đột phá của chính phủ khi mà chúng ta ban hành cái luật đất đai. Đó là một cái thực tiễn khi chúng ta tổng kết lại là trước đây là một cửa nhưng mà nhiều khóa. Và chúng ta thấy rằng là những cái đột phá này thì tôi nghĩ rằng Bộ Tài nguyên Môi trường vừa rồi đó thì cũng có ban hành một cái cải cách thủ tục hành chính. Từ 90 mấy cái thủ tục chúng ta xuống còn 60 mấy rồi xuống và giao cho văn phòng đăng ký cái quyền sử dụng đất. Nhưng mà nó mới chỉ bắt đầu thôi. Và tôi nghĩ rằng đây cái bỏ bớt cái thủ tục mà chúng ta bãi bỏ lần này đó, thì chúng ta phải chờ xem cái thực tiễn, thực thi. Rồi chắc có lẽ tôi với anh Đức cũng sẽ ngồi lại với nhau sau những cái thực hiện cái nghị định này. Chính cái việc thực thi như thế nào mới là điều người dân quan tâm. Ông hay là những cái thân chủ của mình có những gặp những cái trường hợp là người ta cảm thấy lo ngại là khi mà bây giờ những cái cánh cửa mới được mở ra hay là những cái khóa đã được phá thì lại
đằng sau nó lại có những cái khóa mới hay là cái rào cản mới nó ngăn cản những cái xu hướng, những cái nghị định mang tính chất là rất là tiến bộ như thế này không? Tôi nghĩ rằng nghị định của chính phủ theo cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật là khi có luật đất đai thì phải có nghị định. Nhưng mà để nghị định này đi vào cuộc sống thì Bộ Tài nguyên và Môi trường phải đồng thời phải ra rất nhiều các cái thông tư hướng dẫn. Đối với cán bộ công chức chúng ta làm những cái việc này đó thì chúng ta phải làm sao để phục vụ dân tốt hơn. Có an cư mới có lạc nghiệp, đó là người ta có một cái căn nhà. Nhưng mà để có một cái căn nhà an cư đó thì phải có những cái giấy tờ hợp lệ. Và lần này có một điểm mới trong luật đất đai đó là chúng ta quy định những giấy tờ nào là những cái giấy tờ không hợp lệ. Và chúng ta cũng cho phép những cái giấy tờ không hợp lệ là trước ngày là ban hành luật đất đai đó, là nếu như không có tranh chấp mà nếu phù hợp với quy hoạch thì chúng ta cũng tạo điều kiện cho người dân để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để người dân thực hiện cái quyền của mình. Vâng, như ông vừa chia sẻ thì một trong những cái thủ tục mà chắc là nhiều người hoan nghênh đó là việc là bãi bỏ việc Ủy ban Nhân dân xã xem xét xác nhận tranh chấp sử dụng đất đối với trường hợp là hộ gia đình và cá nhân. Thế nhưng mà khi mà bãi bỏ cái quy định đấy rồi thì nếu trong trường hợp mà xảy ra tranh chấp thì vai trò của Ủy ban hay là của các cơ quan liên quan ở đây sẽ là như thế nào? Cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nó theo một cái trình tự thủ tục. Trần này trong luật đất đai chúng ta liệt kê ra những giấy tờ nào là hợp lệ, liệt kê ra cụ thể và những giấy tờ không hợp lệ. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa rồi chúng ta cho phép những giấy tờ mà không hợp lệ lần này cũng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng mà nó tắc ở cái chỗ đó là khi mà trích lục cái hồ sơ địa chính và để cấp và giao đất cho cái người dân đó thì phải có cái xác nhận là đất này không có tranh chấp. Thì như vậy đó thì trong thực tiễn là chúng tôi thấy rằng là đi khi đến Ủy ban Nhân dân phường, ví dụ như là cái mối quan hệ không tốt hoặc là anh không có đóng những cái nghĩa vụ địa phương thì họ không ký. Mà lẽ ra cái việc này đó là theo luật là anh phải ký cho cái người dân mà thật sự là họ không có tranh chấp. Cho nên lần này chúng ta bãi bỏ cái này. Nếu có tranh chấp xảy ra giữa cá nhân với cá nhân hoặc là giữa hộ gia đình với cá nhân đó thì cái này đó sẽ chuyển qua tòa án để giải quyết. Và chính tòa án để xác định thôi cái quyền sử dụng đất thuộc về ai. Tôi thấy rằng cái điều này nó rất là rõ ràng. Đúng. Và như vậy đúng là có những lĩnh vực đến lúc chúng ta cần phải để cho tòa án vào cuộc thay vì là chỉ để cho Ủy ban Nhân dân chịu nhiệm, vốn không phải là cái thẩm quyền của họ. Ở trong Nghị định 43 thì có một cái phần quy định là một số loại thủ tục được giảm thời gian thực hiện xuống 5 ngày so với quy định hiện hành. Cái việc giảm 5 ngày thì nghe có vẻ như rất là nhỏ bé, nhưng nó có thể coi như là một cái bước tiến rất lớn trong cái chuỗi cái quy định về cải cách hành chính nữa để nó làm giảm phiền hà cho người dân. Thì ông đánh giá như thế nào về những cái quy định mang tính chất là giảm thời gian thực hiện như thế này? Tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một số các cái biện pháp để chúng ta thực hiện cái này. Tôi lấy ví dụ nói là thực hiện giảm 5 ngày để kể từ ngày mà tôi nộp hồ sơ đến ngày nhận là 5 ngày. Tôi lấy ví dụ như vậy. Nhưng mà đến ngày mà tôi trả hồ sơ đó thì tôi lại tiếp tục tôi hẹn tiếp 5 ngày nữa. Cho nên chúng ta phải có một cái chế tài. Và nếu như cán bộ công chức, đặc biệt là trong cái việc mà cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất á, mà làm không đúng cái trình tự đó, thì trong nghị định cũng như là trong cái các cái thông tư đó thì cũng giao cho trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố. Và chúng tôi cũng kiến nghị là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cần phải có một cái hướng dẫn và có một cái chỉ thị đối với các cái sở, ví dụ như sở xây dựng, sở tài nguyên môi trường á, là khi người dân người ta nộp đó thì chỉ nộp một lần và chỉ hướng dẫn một lần. Và không được là giải quyết cái lần thứ hai quá cái 5 ngày đó thì người ta có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện cái hành vi hành chính đó. Và nếu chúng ta thực hiện tốt cái này đó thì sẽ người dân người ta rất đồng tình với cái chủ trương của đảng và nhà nước ta. Chúng ta biết tất cả những cái điều những vừa chia sẻ đều là chủ trương của nhà nước. Nhưng mà người dân thì đôi khi người ta cũng rất là ngại phiền hà. Và trước giờ người dân vẫn có một cái tâm lý là khi mà đi làm những cái thủ tục liên quan đến đất đai hay là nhân thân chẳng hạn thì họ thường hay có cái ý nghĩ là phải lụy chính quyền. Tức là phải nhờ vả, đôi khi là xin xỏ, xin cho. Cho nên là khi mà ông nói đến những cái bước tiến chẳng hạn như là người dân sẽ là có quyền khởi kiện cơ quan hành chính nếu như mà quá thời hạn mà không thực thi cho mình, thì tôi nghĩ rằng là với nhiều người dân thì họ rất vui mừng đấy. Nhưng mà để họ có đủ cái bản lĩnh thực hiện để bảo vệ cái quyền chính đáng của mình thì có lẽ là cũng là một con đường lâu dài. Với tư cách là một luật sư thì ông vẫn thường xuyên tư vấn cho khách hàng của mình những cái cơ sở như thế nào để họ có thể thực thi những cái quyền của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai. Tôi nghĩ rằng trong lĩnh vực đất đai đó thì luật đất đai lần này trong cái việc giải quyết khiếu nại và khiếu kiện đó cũng giao cho cái quyền lựa chọn cho người dân. Nếu như trong quy định luật mà họ làm không đúng đó, thì người ta có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện
ra cơ quan hành chính hoặc là ra tòa. Đó là cái quyền của họ. Đây là một cải cách của đảng và nhà nước của chúng ta. Thì có lẽ nói là những cái quy định, là những cái điểm mới của luật và hướng dẫn của chính phủ đó cũng khá rõ rồi. Tại sao chúng ta không thực hiện cái điều này? Người dân có được làm những cái gì mà pháp luật cho phép? Và tôi nghĩ rằng là nếu có sự phối hợp giữa sự thông thoáng của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và cái sự kiên quyết của người dân đó, thì tôi nghĩ rằng pháp luật của chúng ta sẽ đi vào cuộc sống và mọi người sẽ rất là đồng tình. Vâng, thưa quý vị, như vậy là Nghị định 43 không chỉ là bãi bỏ và giảm bớt những thủ tục phiền hà liên quan đến đất đai, mà còn tạo ra những hành lang pháp lý giúp người dân thực thi được những quyền và nghĩa vụ của mình trong lĩnh vực đất đai một cách có hiệu quả nhất. Xin cảm ơn luật sư Nguyễn Văn Hậu với những chia sẻ rất quý báu của ông đã giúp khán giả sẽ hiểu rõ hơn về những gì mà Nghị định 43 đem lại cho chúng ta. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chuyên mục Đối thoại mỗi ngày. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết.